Thưa quý vị, hạn hán xâm nhập mặn đang tấn công nhiều địa phương ở miền Tây với mức độ ngày càng khắc nghiệt. Theo chính quyền địa phương, các tuyến lộ phần lớn được xây dựng gần sông, kênh rạch. Thời điểm mùa khô, nắng hạn nên việc bốc hơi diễn ra nhanh, cộng với việc bơm nước phục vụ sản xuất đã làm cho hầu hết các kênh rạch vùng ngọt đều khô cạn. Trong khi đó, độ cao đáy kênh sâu, độ chênh lệch độ cao giữa mặt đường và mặt nước rất lớn, làm mất phản áp gây sụp lúng. Để giảm sụp lúng, chính quyền địa phương đề nghị người dân đốn hạ bớt cây cối hai bên bờ để giảm áp lực ở các tuyến kênh. Tình trạng khô hạn không chỉ làm đường giao thông bị gãy sụp mà khiến nhiều tuyến sông kênh rạch cạn nước, lúa chết, nước sinh hoạt mặn chát khiến đời sống của người dân lao đao.